Chào em, chúng ta tiếp tục giải nít số 3, viên bích của khối lớp 7 vòng số 8. Để tìm những câu khó để mà rút kinh nghiệm ha. Những câu mà đã đụng ở nít 1, nít 2 thì các em trở lại các em xem ha. Thầy không có giải nữa, mất thời gian. Rồi, ta dùng một tờ nháp để ta lưu kết quả. 2,3456 người ta cho, sắp xỉ đi. Giá trị nhỏ nhất thì cái căn này thì nó thấp nhất là nó bằng 0. Thấp nhất bằng 0 nhân 3 sẽ bằng 0. Vậy cái cụm mà thầy đang đưa bằng tay vào này, thấp nhất là bằng 0. Lúc đó được cộng với âm 2, vậy giá trị nhỏ nhất là bằng âm 2. Giá trị nhỏ nhất của A là lúc cái này là thấp nhất là bằng 0 thì cộng với âm 2 thì là giá trị nhỏ nhất là âm 2. Thì trong khóa học V71 thầy đã nói kỹ được. Các em xem trong khóa học đó đi ha. Giá trị nhỏ nhất. Các em đợi thầy xíu nha. Trở lại bài các em. Riêng về cái chuyên đề giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất thì thầy đã trình bày kỹ trong khóa học V71 ha. Nếu các em có điều kiện thì nên tham gia hai khóa học đó. Giá trị nhỏ nhất của bình phương của căn và của giá trị tuyệt đối ha, nên nó có điều tự tự giống nhau thôi. Cái này thấp nhất là bằng 0 cộng với âm 2, vậy cả cái này thấp nhất là bằng âm 2. Dưới này căn 3 bình là bằng 3 luôn đó. Các em để ý căn 3 bình chính là bằng 3 luôn đó các em. Còn căn 39 bình tức là 39 luôn đó. Thì căn 39 bình tức là cái số mà lúc bình phương lên là bằng 39 bình phương. Tương tự ở dưới là 7 cộng 91. Như vậy nó sẽ bằng 3 phần 7 ha. 3 phần 7 thôi. 3 phần 7 các em đổi ra số thập phân luôn đi. 0,428 ha. 0,428. Này là 13,25. 13,23. Rồi cái này thì bấm thôi, bấm máy thôi. 4 x 2 mũ 5 chia cho 1 phần 2. 256 em. Này là 56,2323. Cái này thì mình giải bằng tay cũng được.
trừ 3, trừ 3 phần 4, rồi lấy 1 phần 4 chia cho kết quả đó để tìm x. Âm 1 phần 15 nha, là bằng âm 0,06. Cái này em tự giải được, hoặc là dùng chức năng tìm x của khóa học V71 là làm được. 3 mũ 2 là 9, 9, 2, 18. Rồi cái này các em tính tính bằng máy luôn đi cho nó đỡ mệt. 1 phần 64 cộng cho 1 phần 36 rồi lấy căn là ra 5 phần 24, tức là 0,208. Còn bài này thì các em coi 2x-1 như là số chưa biết. 2x-1 á là đang là trung tỷ đúng không? Trung tỷ thì bằng tích 2 ngoại tỷ là trừ 0,5 nhân cho trừ 0,6, rồi tất cả chia 0,2. Nhưng chéo chia ngang đúng không? Vậy 2x-1 sẽ bằng 0,5 nhân 0,6 rồi chia cho 0,2 bằng 3/2, tức là 1,5. Vậy 2x sẽ bằng 1,5 cộng 1 là 2,5. X sẽ bằng 2,5 chia đôi. 2,5 chia đôi là bằng 1,25. X 1,25 kìa. Rồi, giờ ta chọn các số tăng dần thôi. Đầu tiên là số âm 2, nhỏ nhất. Rồi tới âm 0,06, nhỏ nhì. Rồi tới 0,2. Rồi tới 0,4. Rồi tới 1,25. Rồi tới 2,3. 4,5,6. Tới 13. Tới 18. Tới 5,6 và tới 256. Rồi xong các em nha. Cái vòng góc vàng thầy ba không biết còn câu nào khó hay không, thầy cũng đang muốn biết. Cái này ta giải ở nít 1 rồi sao, 1 nít 2 gì đó. Nhưng chéo lên kia, tích 2 ngoại tỷ tích 2 trung tỷ, ít nhưng ít là ít bình, bằng 2 nhân cho 25/18. Mà 2 nhân 25/18 là bằng mấy? 2 nhân cho 25/18 25/9 kìa. 25/9. X mũ 2 bằng 25/9 thì suy ra x sẽ bằng cộng trừ 5/3. Bình phương bằng 25, x bình bằng 25 thì x sẽ bằng cộng trừ 5 các em nhé. X bình bằng 9 x bằng cộng trừ 3 các em nhé. Các em hay sai lầm là chỉ lấy cái số dương thôi. Rồi, ta lấy cộng trừ 5/3. Cái này ở nít 1 thầy giải rồi, A bằng B. Cái này ở nít 1 giải rồi, 101. Nít 1 giải rồi, 1/7. Trời đất, gặp toàn câu giải rồi không. Cái này nít 1 giải rồi, 82 kìa. Trở lại nít 1 coi thật kỹ, thầy giảng kỹ lắm. Bài này thì các em dùng kỹ thuật thầy đã dạy trong V71 làm nhanh nè. Rồi. Kết quả là bằng 29/13 kìa. Đây. Dùng kỹ thuật V71 thì các em giải cực kỳ nhanh luôn. Thấy không? Còn nếu dùng toán học thì mình làm sao? Dùng biến đổi toán học thì các em nhân chéo lên. 4 nhân cho 5x trừ 2y sẽ bằng 7.
nhân cho x cộng 3y. Rồi mình dùng tính chất phân phối mình phá ra. 4 nhân 5x trừ cho 4 nhân 2y sẽ bằng 7 nhân x cộng cho 7 nhân cho 3y. Rồi mình biến đổi công thức này tiếp, 4 nhân 5 nhân x là thành 20x đó. Trừ 4 nhân 2 là 8y thôi. Bên kia là 7 nhân x là 7x cộng 7 nhân 3 là 21y. Rồi chuyển vế đổi dấu ra. 20x. Các em chuyển cái 7x qua bên vế trái. Đó. Như vậy nó sẽ đổi dấu thành trừ 7x. Còn 21y vẫn ở bên phải nha. Rồi trừ 8y, các em chuyển từ trái qua phải là nó sẽ đổi dấu thành cộng. Không. Cuối cùng ta sẽ có 20 trừ 7 là 13x. 21 cộng 8 là thành 29. Dùng tính chất phân phối thôi. Rồi từ đây mình có tích hai số bằng tích hai số thì mình sẽ có tỷ lệ thất thôi. X trên y sẽ bằng 29 phần 13 thôi. Các em nhân chéo lại nó thấy nó vẫn đúng nè. 13x bằng 29 y. 29 phần 13 nha. Đó. Dùng kỹ thuật V71 thì xong lâu lắc. Mình qua bài khác rồi. Ha. Tiếp tục. Cái này thì ở nít trước thầy có giải rồi. Bằng 0,06. 0,06 ha. Các em trở lại nít trước coi. Rồi cái gì đây? Tùm lum la vậy. Tùm lum la vậy. Người ta bắt tìm tỷ lệ giữa T và Y. Yên tâm, không sao cả. T trên 4 thì bằng x trên 3. Theo công thức thứ nhất đề cho t trên 4 x trên 3. Theo công thức thứ hai là y trên 3 bằng z trên 2. Y trên 3 sẽ bằng z trên 2. Theo công thức cuối cùng là gì? Z trên 1 sẽ bằng x trên 6. Rồi giờ mình tìm cách kết nối những công thức này lại với nhau các em nhé. Kết nối nè. Bây giờ thầy sẽ lấy công thức thứ nhất. Thầy nhân hai bên cho 1 phần 2. Thì hai kết quả mới cũng bằng nhau ha. Hai cái này đang bằng nhau thì cùng nhân với 1 phần 2 sẽ tạo thành hai kết quả bằng nhau. Rồi, t phần 4 nhân 1 phần 2 nó sẽ bằng t phần 8. X phần 3 nhân 1 phần 2 nó sẽ bằng x phần 6. Và như vậy là ta đã kết nối được cái thứ nhất với lại cái thứ 3 các em nè. Cái thứ nhất và cái thứ 3 ta kết nối được nè. T trên 8 bằng x trên 6, z trên 1 cũng bằng x trên 6. Như vậy là t trên 8 sẽ bằng z trên 1 bởi vì cùng bằng x trên 6. Rồi tiếp tục. Cái công thức ở giữa mình chưa xài, mình lôi xuống suy nghĩ tiếp. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục nhân hai bên t phần 8 và z phần 1 nhân mỗi bên cho 1 phần 2 thì cũng tạo thành hai kết quả mới bằng nhau thôi, không? Vậy tới đây các em sẽ có điều gì? Các em sẽ có là t trên 16 là bằng z trên 2. Còn cái dữ kiện này vẫn để dành chưa xài. Bây giờ thì kết nối được rồi. T trên 16 bằng Z trên 2, trên 2. Y trên 3 cũng bằng Z trên 2. Như vậy là bắt cầu ta sẽ có là T trên 16 sẽ bằng Y trên 3. Vậy là T là 16 phần, Y là 3 phần. Đây. Cái này à. T 16 phần, Y 3 phần. Nói lại kìa. Rồi, tiếp tục. Cái bài này thì ca dùng chức năng giải hàng loạt khảo hàm ở trên V71 á. Các em sẽ tìm được, làm được ngay thôi. Ta làm luôn ha.
Rồi, cho n chạy từ 1 tới 20. Rồi, ok. Dính được số 2. Rồi, cho n chạy từ 21 tới 40. Rồi, dính số 35. Vậy đáp án đây các em. 2:35. 2:35 nha. Còn nếu mình giải bằng toán học, em nào chưa học khóa học V71 của thầy á thì sẽ giải bằng toán học biến đổi thì hơi bị cực luôn. Thì nó sẽ bằng gì? 8n cộng 6 rồi cộng cho 143 trên 4n cộng 3. Rồi ta tách ra. Tách ra thành hai phân số cộng với nhau. Tách ra thành hai phân số cộng với nhau. Tách riêng 143 ra. Đó. Rồi cái này dùng tính chất phân phối nè. 8n tức là 2 x 4n. Còn 6 là 2 x 3. Hiểu nổi không? Rồi sau đó lại biến đổi tiếp. Biến đổi tiếp các em. Cái này sẽ bằng 2 lấy ra làm thừa số dùng chung. 2 x 4n cộng 3 trong ngoặc. Không? Vậy thôi, rồi rút gọn thôi. Nó sẽ bằng 2 cộng với cái này. Mà yêu cầu là A lớn này phải là số tự nhiên. Tức là 2 cộng với cái này phải là số tự nhiên nè. Từ đây các em suy ra là 4N cộng 3 sẽ là ước. Là ước của 143. Mà 143 các em dùng kỹ thuật của V71 coi nó phải là số tố không. Thì nó không phải là số tố. Mà nó có ước là 11 và 13. Nó bằng 11 x 13. Như vậy cái này nó sẽ thuộc tập hợp nào? Nó có những trường hợp sau đây. 1 nè, 11 nè, 13 nè và 143. Và từ đây các em suy ra n thôi. N nó sẽ ra 4 giá trị, nhưng mà chúng ta chỉ nhận giá trị là 2 với lại 35 thôi nha. Các em trở lại các cái nick trước các em coi. À, các cái vòng trước thì cũng có giải mấy cái loại này rồi. Mà tốt hơn thế là các em học cái khóa học V71 thì chúng ta giải ra lâu lắm rồi. 7 nốt nhạc là xong. Rồi. Câu cuối cùng. Chắc là khó. Thầy vẽ hình ha. Thầy vẽ hình. Cho tam giác ABC có góc A bằng 100 độ. Đây góc A 100 độ. Góc B, góc C không quan tâm. BC. Vẽ tia CX là tia đối của tia CB. Tia CX này. Tia CX. Vẽ tia phân giác góc ABC. Vẽ tượng trưng thôi. Tia phân giác góc ABC. Rồi. Rồi vẽ tia phân giác của góc ACX. Vẽ tượng trưng luôn. ACX cắt nhau tại N. Tính góc BNC. Chà, bài này căng đó nha. Người ta cho này bằng 100 kép hả? Anh này bằng 100 nè. A bằng 100. CX là tia đối CB rồi, hai tia phân giác. Phân giác hả? Phân giác tức là hai góc này bằng nhau nè. Bây giờ thầy gọi hai góc đó là X độ đi.
x độ này ha. Đây x độ, đây x độ bằng nhau mà. Rồi tiếp tục thầy gọi chỗ này là y độ. Phân giác mà. Như vậy hai góc AC gì đó, hai góc này bằng nhau bởi vì là phân giác. Rồi còn một cái góc này thầy gọi là góc Z đi, Z độ đi, Z độ. Rồi thầy điểm lại cái đề. Hai góc này bằng nhau vì là phân giác này. X độ với X độ là bằng nhau. Đây là Y độ với Y độ là bằng nhau. Sắp tới thầy sẽ mở khóa học V72. Thầy sẽ dạy về những kỹ thuật giải hình học như thế này. Thì những bài toán tưởng chừng như rất khó này, nhưng mà các em mà nắm kỹ thuật V72 rồi thì những bài toán này các em sẽ giải rất nhanh. Thậm chí các em còn lanh hơn thầy nữa ha. Các em nhớ cái trang web của thầy nha, buinnguyenluận.wordpress.com ha. Rồi giờ tôi giải tiếp cái câu này. Rồi các em sẽ có điều gì? Các em sẽ có là x cộng z đây nè, x cộng z là chính là cái góc b của tam giác với lại góc c của tam giác cộng lại đó, thì nó sẽ bằng 180 độ trừ đi cái góc a này, tức là trừ đi 100, tức là bằng 80, được chưa? Rồi các em lại có chuyện gì nữa? Z cộng y cộng y, ba góc này cộng lại là thành một góc bẹt. Z cộng y là bằng 180 độ. Góc bẹt mà. Đó. Vậy từ suy ra điều gì? Giờ chỗ này thầy xóa cái này đi, không cần nữa. Trừ cho 100. Ha. Rồi giờ thầy cộng trái bằng phải vậy thầy cộng cái phe trái trên này với lại cái phe trái bên dưới thì nó sẽ bằng cái phe trái bên trên, phe phải bên trên cộng phe phải bên dưới. Vậy tới đây thầy sẽ có gì? X cộng x, z cộng z, y cộng y, vậy là ta sẽ có mỗi chữ là hai lần, vậy là ta có hai lần tổng của x cộng y cộng z đó các em. Thầy có hai lần tổng của x cộng y cộng z là bên trái mới đó sẽ bằng 260. Vậy là hai lần x cộng hai lần z cộng hai lần y thì bằng 260. Như vậy là tổng x cộng y cộng z nhân đôi là bằng 260. Suy ra x cộng y cộng z là sẽ bằng 260 chia đôi. Các em ráng ngẫm nghĩ nha, là bằng 130. X cộng y cộng z là bằng 130. Rồi giờ các em nhìn cho kỹ nè. Đây là giờ phút quyết định coi các em có hiểu hay không nha. Các em nhìn cái tam giác B, nhìn cái tam giác BNC đi. Tam giác này thầy làm lại. Nhìn kỹ tam giác BNC là nó có góc B, góc C và góc N. Thì x này cộng z cộng y được cộng cho góc BNC sẽ bằng 180, đúng không? Chắc chắn luôn. Coi chừng hết thời gian ha. Hết thời gian rồi uống. Giờ Kim nhìn cho kỹ nha. Không tôi không hiểu gì hết. Z tam giác BCN theo định lý tổng ba góc trong tam giác thì các em thấy là góc CBN tức là x đó cộng cho góc BCN mà BCN gồm hai góc nhập lại là z với y nè. Đúng không? Z với y. Rồi cộng cho góc BNC là góc ta đang cần tính đó. Thì nó bằng 180 độ. Như vậy suy ra góc BNC nó sẽ bằng 180 độ trừ cho tổng của x cộng y cộng z. Mà tổng của x cộng y cộng z á là trên này mình tính rồi. Đúng không? Là nó bằng 130. Nó bằng 130 các em ạ. Hiểu không vậy trời?
Không hiểu thì ngẫm nghĩ tới, ngẫm nghĩ lui đi là sẽ hiểu thôi. Nha. Vậy nó sẽ bằng 108 trừ cho 130, tức là bằng 50 đó. 50 độ ha. Rồi suy nghĩ đi, các em cứ suy nghĩ đi. Giờ thầy không có giải thích nhiều đâu. Rồi sắp tới thầy sẽ mở khóa học V72 để giải quyết cho các em hàng loạt những bài toán này, để khi thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh không phải lo lắng những bài hình nữa. Kết quả là 50 độ các em nhé. 50 độ. Bài thi tiếp theo, thỏ vượt mê cung. Ồ thôi chết rồi, nó tự lót ra ngoài rồi, bực ghê. Thi buổi tối này là nó hay lót ra ngoài lắm. Trời ơi là trời, mất công quá. Rồi qua lại. Treo luôn rồi. Ừ may quá vô được rồi các em. Rồi ta thi lại vòng số 3. Hy vọng nó bắt mình làm bài số 3 thì sẽ bắt làm lại từ đầu cái chết. Ừ may quá. Rồi giờ thầy sẽ giải hết tất cả các cái ô nếu có ha. Tính sắp xỉ ha. Rồi. Như vậy là 0,35 cộng 0,43 thì bằng 0,78. X sẽ bằng 5. Từ đây x sẽ bằng 5 chia 0,78. Sắp xỉ tới số thập phân thứ 2 thì là bằng 6,41. 6,41 kìa. Rồi. Cái này dùng kỹ thuật thầy dạy trong khóa học luôn đi. Khóa học V71 á. Đúng ra luôn cho rồi, 29/110. 29/110. Rồi, cái này hình như là ở nick số 2, số 3 gì đó. Nít số 1, số 2 gì đó thầy có giải rồi hay sao á? Hình như có. Để có. À đây, 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 có đây. Ngay đây luôn. May quá. Đáp án của nó là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 2. Bằng 2. Các em trở lại nít trước coi nha. Bằng 2, thầy giải kỹ lắm. Hai. Thầy không giải thôi, thầy đã giải, sẽ giải rất kỹ. Rồi. Cái này ở nick trước có giải rồi ha. Hình như nếu thầy nhớ không lầm là bằng nick số 2 á, nick số 2 thầy có giải 56879 sao? 56879 chia cho 11100. Thử là biết liền mà. 56879 chia 11100. Thì bằng 5,12 423 423. Chuẩn luôn. Trí nhớ quá tốt. A là số chính phương. Nít số 2 thầy đã có giải 2601. 2601 chia 153 chia hết đúng rồi. Rồi giờ thầy giải luôn cái này cho ông khỏe đi. Giá trị nhỏ nhất của anh này. Rồi dùng chức năng khảo hàm giải hàng loạt em nha. Giải hàng loạt. Ở trong khóa học V71 thầy đã giải rồi các em nhé. Rồi kết quả nó sẽ ra là 4,5 các em. 4,5. 4,5 tức là 9/2 đó. 9/2. Nhập phân số tối giản.
hãy tham gia khóa học V71 thì mọi cái loại toán này nó sẽ trở thành cực kỳ đơn giản với các em ha. Nếu giải bằng toán thì các em sẽ thấy là gì? X trừ 3 cộng cho giá trị tuyệt đối của x trừ 3 là thầy gọi là giá trị đối 3 trừ x cũng được. Trị đối x trừ 3 với lại trị đối 3 trừ x cũng vậy thôi. Cộng 3 phần 2 thì nó sẽ lớn hơn một bằng giá trị tuyệt đối của tổng hàng đó, tức là 3 trừ x rồi cộng cho x cộng cho 3 phần 2. Và cái này nó sẽ bằng 4,5 nha. Như vậy là giá trị thấp nhất của tổng hai giá trị đối là bằng 4,5. Trong khóa học V71 thầy có nói rất kỹ ha. À, trên cái ô trên này. Wow. Đụng hàng khủng rồi. Hàng này hàng khủng rồi các em. Bây giờ cái bài này á thì mình sẽ tìm quy luật của nó mình giải thôi. Bây giờ các em nếu mà tham gia khóa học V71 rồi á thì các em sẽ có cái công thức là gì? 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng n là bằng gì? N nhân cho n cộng n nhân cho n trừ 1, hay là n trừ 1 nhân n. Đâu? N nhân n cộng 1 chia đôi á. Đó, công thức này nè. Chắc chắn luôn. Như vậy bây giờ 1 cộng 2 nó sẽ bằng gì? Nó sẽ chính là công thức trên này nè, mà lúc n bằng 2. Vậy nó sẽ bằng 2 nhân 3 chia 2, đúng không? Rồi 1 cộng 2 cộng 3 thì nó cũng chính là công thức trên này nè, nhưng mà lúc n bằng 3 thôi. Tức là nó sẽ thành 3 nhân 4 chia 2. Cứ như vậy ha. Cứ như vậy. Cứ như vậy thì biểu thức A nó sẽ bằng gì? 1 cộng cho 1 trên 2 và nhân cho 2 nhân 3 trên 2. Đó. Rồi cộng cho 1 phần 3 nhân cho 1 cộng 2 cộng 3 là nó thành cái này. Cái tiếp theo là bằng gì? 1 phần 4 và nhân cho 4 nhân 5 trên 2. Nó có quy luật các em. 4 nhân 5 ha. 4 nhân 5 trên 2 này. Cứ như thế cộng vân vân, cộng cho tới 1 phần 16. 1 phần 16 thì nó cũng sẽ nhân với cái tự tựa như bên này, như mấy bọn đằng trước á. Là cái gì? 16 nhân cho 17 tất cả chia 2. Chia 2. Rồi giờ mình rút gọn cái công thức này kìa. 1 cộng cho 2 rút với 2 là hết nè. Còn 3 phần 2 thôi, tức là 1,5. Rồi 3 rút với 3 là hết, còn 4 phần 2 là thành 2. 4 rút với 4 là hết, 5 phần 2 là 2,5. Đó, cứ như vậy thôi. Rồi cái tiếp theo các em đoán luôn đi, 1 phần 5 rút với 5 là còn 6 trên 2 là thành 3. Cứ như vậy ha. Cứ như vậy cho tới 16 rút với 16 là còn 17 trên 2. 17 phần 2 là bằng 8,5. Vậy đây chẳng qua là cái tổng cách đều ấy. Tổng cách đều. Khoảng cách của nó là 0,5. Bây giờ mình nhân đôi lên đi. Cho nó đỡ lẻ, 0,5. 2a là bằng 2. 2 nhân 1 là 2 đó, 2 nhân 1,5 là thành 3. 2 nhân 2 thành 4. 2 nhân 2,5 là thành 5. 2 nhân 3 thành 6. Cứ như vậy thôi. Cho tới 8,5 nhân đôi. 8, 2, 16 là 17. Vậy 2A sẽ bằng gì?
17. 2 cộng 3 cộng 4 cộng cho tới 17. Ta có tất cả là 17 trừ 2 cộng 1 là 16 số. 16 mình nhân cho 19 chia đôi 152 kìa. Như vậy A nó sẽ bằng 152 chia đôi 76. A bằng 76 em nhé. Giờ vấn đề là cái công thức này nè, các em phải hiểu công thức này trong khóa học V71 hình như thầy có giới thiệu ha. Có giới thiệu cách tính tổng cách đều. Các em dở lại khóa học V71 đối với những em đã đăng ký, còn những em chưa đăng ký thì thôi tự tìm hiểu nha. Sắp tới thầy mở khóa học V72 thì những kiến thức trong V71 thầy sẽ không có giảng lại nữa đâu. Như vậy những em nào muốn đăng ký V72 thì nên đăng ký V71 thì kiến thức nó mới liên tục được, dễ hiểu hơn. Rồi giờ còn nhiều thời gian quá thì thầy cũng hướng dẫn luôn tại sao cái tổng này nó bằng n nhân n cộng 1 chia đôi. Hướng dẫn theo kiểu tiểu học đi ha. Từ 1 tới n là có n số. Rồi số 1 bắt cặp với n, số 2 bắt cặp với cái số trước n. Thì các cái cặp đó cộng lại là bằng n cộng 1. Và có tất cả là n chia 2 cặp. Vậy đáp án là n cộng 1 nhân cho n trên 2 đó các em. Vậy đáp án là bằng 76. Biết mình có sai chỗ nào không? Biết có sai chỗ nào không? Kiểm tra lại đi, không sai thì uổng lắm. 1 cộng 2 là bằng 2 nhân 3 chia đôi. 1 cộng 2 cộng 3 là bằng 3 nhân 4 chia đôi. Đúng rồi. Này là 4 nhân 5 chia đôi. Vậy cứ vậy thôi, rút gọn. 3 phần 2 nè, 4 phần 2 nè, 5 phần 2 là đúng rồi. 16 rút 16, còn 17 chia đôi là 8 rưỡi. Rồi nhân đôi lên. Nhân đôi lên để đỡ lẻ phải 5 ha. 2, 3, 4, 5, vân vân tới 17. 2 cộng 17 có đúng 152 không? Đúng luôn, 152. Chia đôi, rồi 76. Chắc chắn đúng luôn. Còn sai thì thôi. Ủa bao nhiêu tôi quên rồi. 76 các em nhé. Rồi, các em đừng quên cái kênh của thầy là Bùi Nguyên Luận .wordpress.com các em nhé. Vào đây để đăng ký các khóa học thi VinBid qua mạng. Và sắp tới thầy cũng mở những khóa học gọi là học thêm trên mạng các em nhé. Thì các em học thêm ở trên lớp tới bài nào, chương nào thì trước đó thầy sẽ gửi tới những cái bài giảng theo giáo trình của thầy, chứ thầy không có dạy gì giống sách. Nhưng mà với giáo trình của thầy thì những bài tập trong sách giáo khoa của các em chỉ là chuyện nhỏ, búng tay một cái là nó xong rồi. Đó. Thì học tới đâu thầy sẽ gửi những bài giảng tới đó. Cái đó gọi là học thêm trên mạng các em ha. Và cái quá trình học đó sẽ kéo dài cả năm, rồi kéo dài qua bên mùa hè luôn. Rồi thầy có thể nâng cao cho các em, luyện lớp 7 nâng cao để lên lớp 8, luyện lớp 8 nâng cao lên lớp 9. Các em vẫn tiếp tục thi VinBid rất là nhanh, và thi học sinh giỏi toán nếu đủ trình độ. Và lên lớp 9, thi lên lớp 10 thì chúng ta sẽ thi vào những trường công lập cấp 3, trường chuyên, nổi tiếng, vân vân, để có cái môi trường học tập tốt hơn. A bằng 76 các em nhé. Rồi, đi coi mấy cái câu kia coi có câu nào khó không. Cái này ở cái nít trước thầy giải rồi. Nít trước thầy giải rồi các em nhé. Trở lại nít số 2 hay sao? Nít số 2 hay sao? Hình như là 1 phần 2A bằng 2B. Giờ là nhân với 9 phần 4. 9 phần 2 hay sao? Thầy nhớ không làm là 9 phần 2. Còn thầy nhớ sai thôi thông cảm nha. Các em trở lại nít cũ coi. Rồi thầy nhớ sai rồi. Các em trở lại đó coi. Nít 2 thầy giải rồi nha. Thầy đi cho vui thôi. Số nguyên A là số tự nhiên. 7 trừ 3A phải là ước của 3. Tức là nó sẽ thuộc tập hợp là ước của 3 là có 1 nè, 3 nè, trừ 1 nè, trừ 3 nè.
Từ đây các em suy ra 3A sẽ bằng gì? A sẽ thuộc tập hợp nào? 7 trừ 3A bằng 1. Vậy 3A sẽ là bằng 6. Rồi 7 trừ 3A bằng 3. Vậy 3A sẽ bằng 4. 7 trừ 3A bằng trừ 1. Vậy 3A sẽ bằng 8. Rồi 7 trừ 3A bằng trừ 3. Thì 3A sẽ bằng 10. Từ đây các em suy ra là gì? Suy ra A sẽ thuộc tập hợp gồm những số là 2 nè, 4 phần 3 nè, 8 phần 3 nè, và 10 phần 3. Như vậy chỉ có số tự nhiên là số 2 thôi. Số nguyên là số 2 thôi. Rồi mấy câu kia chắc cũng dễ thôi. So sánh nhanh. 25 mũ 15 với lại một phe là 8 mũ 10. Nếu các em dùng kỹ thuật ở trong khóa học V71 thì ta xong lâu rồi các em nhé. Còn bây giờ thì mình thôi, mình đang rảnh mình làm việc đi ha. Đưa về cùng số mũ hoặc là cùng cơ số. 8 là thay đổi thành 2 mũ 3. Rồi tất cả mũ 10. Còn 30, mũ 30 là thầy để nguyên. 30 mũ 30 thầy để nguyên. Trên này là 5 mũ 2. Tất cả mũ 15. Như vậy là bằng 5 mũ 30. Dưới này là sẽ thành là 2 mũ 30 nhân cho 30 mũ 30. Vậy là nó bằng 60 mũ 30. Thì tới đây các em thấy chênh lệch quá đúng không? Một bên là 30 số 5 đi quánh nhau với 30 số 60 thì sẽ quýnh sao lại. Kết quả là nhỏ hơn là cái chắc rồi ha. Ôi chà, cái gì tùm lum la. Rồi, cái này thầy giải nhanh luôn. X và Y tỷ lệ thuận thì y 1 trên x 1 sẽ phải bằng y 2 trên x 2 các em. Phải hiểu điều này. Cái này tính chất của tỷ lệ thuận thôi. Y 1 là bằng 2/5. X 1 là chưa biết thể nguyên. Y 2 là bằng 24/7. Trên x2 là trừ 6 để cho. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng x1 chứ. Nhân chéo chia ngang thôi. Các em lấy 2/5 nhân cho -6. Rồi đem chia cho 24/7. -7/10. Tức là -0.7. Số thập phân gọn nhất -0.7. Rồi ta nhập nhanh đây là 0.7. Ok. Thôi thầy sẽ giải thêm một nít nữa, bởi vì cái vòng thi này nó nhiều câu khó quá. Không, bây giờ thầy bận, thầy đi làm việc một xíu. Chứ giờ giải 4 câu này nữa không đủ thời gian. Rồi hẹn gặp lại các em ở nít số 4. Riêng cái khối 7 vòng này là thầy ưu ái đó. Thầy giải tới 4 nít nha. Nhớ đăng ký khóa học của thầy các em nhé, để nâng cao kiến thức. Chứ càng ngày đề nó càng khó quá mà. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các em ở nick số 4.